chào các em học sinh. Trong cái bài này, thầy sẽ giới thiệu với chúng ta cái lời giải bài toán số 5 trong đề thi vào lớp 10 Trung học phổ thông môn toán năm 2017. Đây là một bài toán về tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất, cũng rất là thú vị. Trong chương trình 5 phút học toán hôm nay dành cho các bạn lớp 9, thầy sẽ cùng các em chữa cái bài này. Bây giờ chúng ta thấy đề bài như sau. Cho các số ABC là các số thực, sao cho này, chúng ta có những cái điều kiện ràng buộc giữa A, B, C. Đó là A lớn bằng 1, B lớn bằng 1, C lớn bằng 1 và AB cộng BC cộng CA bằng 9. Bây giờ chúng ta cần phải tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức là B bằng A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương. Vấn đề lúc này chúng ta sẽ nhận xét này. Ở đây giả thiết người ta cho là AB, BC, CA. Thế còn cái biểu thức của chúng ta là A bình cộng B bình cộng C bình. Vậy trước hết là chúng ta tìm được giá trị nhỏ nhất bằng cách là chúng ta sẽ liên hệ đến cái kết nối giữa đánh giá A bình phương, B bình phương với AB, hai lần AB. B bình, C bình với hai lần BC. C bình, A bình với mấy lần? Với hai lần CA. Có đúng không nào? Đó thì những cái đánh giá đấy nó khá là đơn giản với chúng ta. Đúng không? Chúng ta nhìn thấy ngay là chúng ta có thể, ý thứ nhất là chúng ta sẽ áp dụng ở đây là áp dụng, chúng ta có thể áp dụng bất hằng thức Cauchy cho hai số ta có này, A bình phương cộng B bình phương lớn hơn hoặc bằng 2AB, sau đó chúng ta có B bình cộng C bình lớn hơn hoặc bằng 2BC, C bình cộng A bình lớn hơn hoặc bằng 2CA. Rồi, bây giờ thầy sẽ cộng hết 3 này lại. Cộng hết 3 cái bất hằng thức này lại thì thầy sẽ suy ra. Ở đây chúng ta sẽ có hai lần A bình cộng 2 lần B bình cộng 2 lần C bình. Thầy đưa cái 2 này ra ngoài, thầy có là A bình cộng B bình cộng C bình. Còn ở đây chúng ta cũng đưa 2 ra ngoài, chúng ta sẽ có là 2 lần AB cộng BC cộng CA. Hay lúc này chúng ta sẽ có là A bình cộng B bình cộng C bình lớn hơn hoặc bằng AB cộng BC cộng CA. Và giả thiết cho cái này bằng 9 nên là chúng ta sẽ suy ra A bình cộng B bình cộng C bình lớn hơn hoặc bằng 9. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ ra dấu bằng. Dấu bằng thì khá là đơn giản, đúng không? Chúng ta có dấu bằng. Dấu bằng nó sẽ xảy ra khi nào? Khi mà tất cả ba cái bất hằng thức này của chúng ta đều xảy ra dấu bằng. Và lúc này khá là đơn giản, chúng ta sẽ có là khi mà A bằng B, B bằng C, C bằng A. Hay chúng ta sẽ có là A bằng B bằng C. Và chúng ta thay vào cái dữ kiện này nữa, AB cộng BC cộng CA, và thêm cái dữ kiện này A lớn hơn bằng 1, B lớn bằng 1, C lớn bằng 1, chúng ta sẽ tìm được cụ thể ABC. Chúng ta sẽ thấy là vì A lớn bằng 1, B lớn bằng 1, C lớn bằng 1 và chúng ta có AB cộng BC cộng CA bằng 9, nên lúc này chúng ta sẽ thấy kết hợp với cái điều kiện A bằng B bằng C nữa, đúng không? A bằng B bằng C thì lúc này chúng ta sẽ suy ra này, A bình cộng A bình cộng A bình bằng 9. Vậy suy ra là A 3 A bình sẽ bằng 9. Hay chúng ta sẽ suy ra A bình phương bằng 3. Và A bình phương bằng 3 mà A lớn bằng 1 nên chúng ta sẽ suy ra là 3 cái số ABC bằng nhau và sẽ bằng căn bậc 2 của 3. Đến đây là chúng ta đã giải xong cái ý tìm giá trị nhỏ nhất. Thì các em thấy là cái ý tìm giá trị nhỏ nhất này thực ra nó rất là đơn giản, nó quá quen thuộc với chúng ta rồi. Bạn nào mà ôn thi vào cấp 3 thì kiểu gì cũng đã được học cái đánh giá A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương lớn hơn hoặc bằng AB cộng BC cộng CA. Đấy, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái phương án để tìm ra cái lời giải cho cái tìm giá trị lớn nhất. Nên chúng ta nhìn một chút. Trước hết là chúng ta sẽ có cái phân tích. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá, phân tích cái anh biểu thức P này. Bây giờ chúng ta nháp một chút. Chúng ta nháp để chúng ta tìm ra cái hướng đi cho cái
cái phần này. Thì chúng ta để ý đây, chúng ta thấy này, ở đây là A bình cộng B bình cộng C bình, còn ở đây là AB cộng BC cộng CA. Thế cái mối liên hệ giữa là A bình cộng B bình cộng C bình, nếu như thầy cộng với hai lần AB cộng BC cộng CA thì cái này nó có phải là bằng A cộng B cộng C tất cả bình. Đây là một hằng đẳng thức quen thuộc, đúng không nào? Chúng ta có cái hằng đẳng thức quen thuộc này. Như vậy bây giờ mình đi đánh giá giá trị lớn nhất của anh này, thì nên chăng mình sẽ chuyển cái anh này thành hai anh này, anh này, anh này với anh này, tức là thành A cộng B cộng C tất cả bình trừ đi hai lần AB cộng BC cộng CA, được chưa nào? Rồi bây giờ như vậy là thầy có một cái viết khác đi là như thế này. Rồi, trừ đi hai lần AB cộng BC cộng CA. Ok, cái phần này thì chúng ta sẽ khai thác giả thiết rồi là AB cộng BC cộng CA là nó bằng 9. Như vậy là mình sẽ thấy là để đi tìm giá trị lớn nhất của anh P này thì chúng ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của A cộng B cộng C tất cả bình phương. Ok, hiểu rồi đúng không nào? Thế bây giờ làm sao để tìm được giá trị lớn nhất của A cộng B cộng C tất cả bình phương, thì chúng ta sẽ đi tìm giá trị lớn nhất của A cộng B cộng C thôi. Bởi vì cái bình phương này và A lớn 1, B lớn 1, C lớn bằng 1 này thì cái chúng ta sẽ thấy là cái A cộng B cộng C tất cả bình phương này lớn nhất khi A cộng B cộng C là lớn nhất. Bây giờ mình sẽ phải đi đánh giá, bây giờ tóm lại là từ cái tư duy này chúng ta sẽ phải nghĩ đến việc là đi đánh giá A cộng B cộng C, được chưa nào? Thế bây giờ chúng ta thấy là A cộng B cộng C là bậc nhất, các yếu tố đề bài cho ở đây là bậc 2. Tuy nhiên có một cái sự kiện rất là quan trọng, đó là A lớn bằng 1, B lớn bằng 1, C lớn bằng 1. Đây là một cái sự kiện mà chúng ta chưa sử dụng ở trong cái ý tìm giá trị nhỏ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng cái sự kiện này thì chúng ta mới có thể giải quyết được bài toán. Các em thấy như sau. Mình đang cần đánh giá cái A cộng B cộng C, trong khi đó mình có được là A lớn bằng 1, B lớn bằng 1, C lớn bằng 1, và mình có AB cộng BC cộng CA bằng 9. Bây giờ làm sao mình phải kết nối đây nhá. Muốn đánh giá được cái này thì mình phải kết nối được cái biểu thức bậc nhất của A, BC với cái mà đề bài cho là AB cộng BC cộng CA, và cái A lớn bằng 1, B lớn bằng 1, C lớn bằng 1. Đấy, rõ ràng là mình phải kết nối được cái việc đó. Thế bây giờ chúng ta có một cái kinh nghiệm, đó là A lớn bằng 1, B lớn bằng 1, thì thầy sẽ dẫn đến một cái điều quan trọng là đây, thầy sẽ xét cái tích A trừ 1 nhân với B trừ 1. Nào, chúng ta xem nào, cái A trừ 1 nhân B trừ 1 này nó sẽ thế nào. Nó sẽ lớn bằng 0. Anh A lớn bằng 1 nên là hiệu A trừ 1 sẽ lớn hơn bằng 0. B lớn bằng 1 nên là hiệu B trừ 1 cũng sẽ lớn bằng 0. Và lúc này đây, chúng ta nhìn thấy chúng ta đã có sự kết nối. Nhân cái này ra chúng ta sẽ có AB trừ đi A trừ đi B cộng 1 lớn bằng 0. Đến đây các em đã bắt đầu hình dung rồi, đã sắp ra hướng giải rồi, đúng không nào? Và một điều chú ý nữa là trong cái bài toán này thì vai trò của ba cái số ABC là hoàn toàn giống nhau. Như vậy là chúng ta sẽ có cái người ta gọi là hoán vị vòng quanh. Đấy, thì bây giờ người ta đã áp dụng cho AB rồi, bây giờ thầy sẽ áp dụng cho gì nhỉ? Đây vẫn là quá trình thầy tư duy, thầy nháp thôi. Đây thầy áp dụng cho BC này. Đấy, trừ B trừ C cộng 1 sẽ lớn bằng 0. Đây là CA trừ C trừ A cộng 1 lớn bằng 0. Bây giờ mình cộng hết lại, mình sẽ có là AB cộng BC cộng CA trừ đi hai lần mở ngoặc A cộng B cộng C cộng với 3 lớn bằng 0. Mình thay phần này là 9. Như vậy là 9 này, 9 cộng 3 là 12. 12 A cộng B cộng C trừ đi 2 cộng BC lớn bằng 0. Vậy thì thầy sẽ suy ra A cộng B cộng C nhỏ hơn hoặc bằng 6. Như vậy sau khi có cái này, tức là thầy đã xong, thầy đã có cái đánh giá A cộng B cộng C rồi, nên là từ đó thầy sẽ làm xong bài toán này. Đấy, thì các bước phân tích chúng ta có thể xem lại nhé. Thầy đưa bước 1, thầy đưa cái bậc 2 về cái bậc nhất và sử dụng khai thác cái giả thiết AB cộng BC cộng CA này. Sau đó dẫn đến việc mình phải đi nghiên cứu cách đánh giá A cộng B cộng C.
Nhưng mà để đánh giá A cộng B cộng C thì mình phải khai thác cái giả thiết của đề bài và mình đẩy được cái mối liên hệ A cộng B cộng C với AB cộng BC cộng CA. Rồi bây giờ thầy sẽ đi vào lời giải chi tiết cho bài toán này. Ý thứ hai, bây giờ ta có nhá, các bạn nhìn này, ta có A trừ 1 nhân B trừ 1 lớn bằng 0, mở ngoặc chúng ta có thể ghi là vì A lớn bằng 1 và B lớn bằng 1, đúng không? Từ đây chúng ta suy ra là AB, thầy làm tắt một chút, AB cộng 1 lớn hơn hoặc bằng A cộng B. Đó, cái này là chúng ta nhân ra rồi chúng ta chuyển sang thôi. Rồi, tương tự thầy sẽ có chỗ này là BC cộng 1 lớn hơn hoặc bằng B cộng C, CA cộng 1 lớn bằng C cộng A. Vậy gom hết lại thầy sẽ có là AB cộng BC cộng CA cộng 3 lớn bằng 2 lần A cộng B cộng C. Hay chúng ta sẽ có 9 cộng 3 thay cái hàng hàm dữ kiện đề bài cho. Rồi AB, thầy xin lỗi, chỗ này là A cộng B cộng C thôi. Và hay là chúng ta suy ra A cộng B cộng C bé hơn hoặc bằng 6. Rồi đến đây chúng ta để ý một điều nữa như sau. Bây giờ thầy sẽ có này, lại có tiếp nhá. Bây giờ thầy có này, B sẽ bằng là A cộng B cộng C tất cả bình phương trừ đi 2 lần A cộng B, AB cộng BC cộng CA. Và cái này sẽ bằng là A cộng B cộng C tất cả bình phương trừ đi 18, đúng không? Thế bây giờ thầy có này, vì hiển nhiên là không bé hơn hẳn A cộng B cộng C rồi. Đã thiết cho là A, B, C đều lớn bằng 1 nên là hiển nhiên là chúng ta có A cộng B cộng C dương và bé hơn hoặc bằng 6, nên từ đây thầy sẽ suy ra P nhỏ hơn bằng 6 bình phương trừ 18 và cái này kết quả bằng 18. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm thêm một cái việc nữa, đó là chúng ta chỉ ra dấu bằng xảy ra. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét dấu bằng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem là những cái chỗ nào chúng ta có sử dụng đến cái dấu bằng nào. Thứ nhất là những chỗ này. Đó, những chỗ này để chúng ta có cái đẳng thức là liên quan đến A cộng B cộng C bằng 6. Đấy, vậy thì thứ nhất là chúng ta có là A trừ 1 nhân B trừ 1 bằng 0. Tương tự chúng ta có B trừ 1 nhân C trừ 1 bằng 0, C trừ 1 nhân A trừ 1 bằng 0. Và các em chú ý, chúng ta cần phải có thêm cái điều kiện nó ràng buộc liên quan đến là đây, liên quan đến cái đánh giá A cộng B cộng C bằng 6, hay là lúc đó thì chúng ta phải có là AB cộng BC, AB cộng BC cộng CA bằng 9. Ok, thế thì thực ra đến đây chúng ta sẽ thấy là nó dấu bằng nó sẽ xảy ra khi mà ở đây chúng ta có A phải bằng 1. Rồi A bằng 1 thì chỗ này chúng ta thấy là B, 2 trong 3 số chúng ta sẽ dễ thấy 2 trong 3 số ABC phải bằng 1 và cái số còn lại chúng ta lắp vào chúng ta sẽ tính được thôi. Ví dụ như là A bằng B bằng 1 nhá, thì chỗ này là bằng 1 này. Rồi chỗ này là C, chỗ này là C, như vậy 2C, như vậy chúng ta sẽ thấy là 2C bằng 8. Tóm lại chúng ta sẽ thấy là cái này sẽ tương đương với là A B C sẽ bằng 1 1 4 và các hoán vị của nó. Tức là 2 trong 3 số ABC bằng 1 và số còn lại là bằng 4. Chúng ta có thể kiểm tra lại. Nếu như thế thì chúng ta có này, 1 x 1 cộng 1 x 4 cộng 4 x 1 và bằng 9, rất là chính xác, đúng không? Chúng ta kiểm tra thêm lúc đó cái này nó có bằng 18 hay không. Chúng ta có 1 bình phương cộng 1 bình phương cộng 4 bình phương là kết quả bằng 18. Như vậy là thầy đã xử lý xong cái bài khó nhất trong đề thi vào lớp 10 năm 2017 của thành phố Hà Nội. Đây là một bài toán mà các bạn hầu hết là sẽ chỉ làm được cái phần phần tìm giá trị nhỏ nhất thôi. Phần này là phần cho điểm.
Tuy nhiên là chúng ta cũng để ý cái phần giá trị nhỏ nhất này, đâu đó nó cũng gợi ý cho chúng ta cái hướng dài của cái phần 2, đúng không nào? Ở đây thì chúng ta phải khai thác thật tốt cái AB cộng BC cộng CA bằng 9. Rồi, tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những cái bài học tiếp theo.